Trận cầu muộn nhất vòng 15 V-League 2023-24 đã khép lại với 3 điểm trọn vẹn cho đại diện đất cảng. Lợi thế sân nhà Lạch Tray đã giúp thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chấm dứt chuỗi không thắng trong thời gian dài vừa qua. Đồng thời chiến quả này cũng giúp Hải Phòng cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng. Trong video hôm nay, hãy cùng FPT Bóng Đá Việt nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận đấu vào tối ngày 5 tháng 4 mới đây. Trước vòng 15, Hải Phòng đã trải qua 8 trận liên tiếp chưa biết đến mùi chiến thắng ở đấu trường V-League, trong đó có đến 4 trận thua. Qua đó, đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã tụt xuống gần khu vực cuối bảng với 15 điểm. Trong khi đó, Đông Á Thanh Hóa cũng trải qua 4 trận liên tiếp chưa thắng. Vì thế, cả chủ lẫn khách đều rất khát khao hướng tới 3 điểm trọn vẹn để cải thiện thứ hạng. Mở đầu trận đấu, đội bóng đất cảng chủ động đẩy cao thế trận và gây sức ép lên phần sân của Thanh Hóa. Ngay phút thứ 7, từ một pha đá phạt của đồng đội, Trường Việt Hưng tung cú đánh đầu cận thành nhưng bóng lại đi vào xà. Một cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ bởi các cầu thủ chủ nhà. Đến phút 13, Hải Phòng được hưởng phạt đền khi Văn Lợi của Thanh Hóa để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Lucao sút bóng trúng cột dọc nhưng Hữu Sơn đã lao vào đá bồi cực nhanh mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng đến khá sớm giúp các học trò của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thi đấu đầy hưng phấn. Họ liên tiếp dồn ép đội bóng xứ Thanh vào thế chống đỡ vô cùng vất vả. Bên kia chiến tuyến, trong khoảng 25 phút đầu trận, những vị khách xứ Thanh gần như không tạo ra được cơ hội tấn công nào thực sự nguy hiểm. Những đường tấn công của họ bế tắc trước hàng phòng ngự chắc chắn của đội bóng đất cảng. Mãi đến phút 29, Luis Antonio mới có được cú dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Đình Triệu bên phía Hải Phòng. Phút 42, đội chủ nhà buộc phải thay người bất đắc dĩ khi cầu thủ ghi bàn thắng mở tỷ số là Hữu Sơn dính chấn thương rời sân. Đây là bất lợi lớn với đội bóng đất cảng và khiến huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm không khỏi lo lắng, bởi lẽ dàn lực lượng của ông đã liên tục bị bào mòn vì chấn thương trong thời gian qua. Sang những phút đầu hiệp 2, Luca thực hiện đường truyền tuyệt đẹp cho Tuấn Anh đánh đầu ở cự ly gần, nhưng cầu thủ này lại đưa bóng đi ra ngoài, bỏ lỡ cơ hội ăn bàn 10-10 cho Hải Phòng. Thế trận sau đó trở nên cân bằng hơn với những pha ăn miếng trả miếng của cả hai, nhưng thực tế những cơ hội nguy hiểm không có nhiều. Thanh Hóa cũng dần lấy lại thế trận và triển khai nhiều đợt tấn công có nét, trong khi Hải Phòng chủ động chơi phòng ngự phản công. Không tỏ ra lấn lướt về khả năng kiểm soát bóng, nhưng đại diện đất cảng vẫn có không ít cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Dẫu vậy, lần lượt Lucao, Minh Dĩ, rồi cả Văn Minh đều không thể đưa bóng vào lưới khiến khán giả trên các khán đài của sân Lạch Tray tỏ ra tiếc nuối. Càng về cuối trận, Đông Á Thanh Hóa càng nỗ lực đẩy cao đội hình với không ít những đường lên bóng ồ ạt, hòng níu kéo lại một điểm. Tuy nhiên, cố gắng của đội khách không mang tới hiệu quả. Không thể ghi bàn, họ còn phải nhận đòn hồi mã thương từ đối thủ. Phút 81, từ một tình huống phản công, tiền vệ Biku Pisante cướp được bóng trong chân một cầu thủ Thanh Hóa và thoát xuống đối mặt thủ môn đối phương. Không mắc bất cứ sai lầm nào, Biku nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà trong sự vỡ òa hạnh phúc của các khán giả đất cảng. Sau tình huống này, cả hai đội đều có những tình huống đưa bóng vào lưới của nhau, nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi trọng tài Trung Kiên tham khảo VAR. Đó là tình huống Lucao phạm lỗi với thủ môn Xuân Hoàng trước khi sút tung lưới Thanh Hóa và pha bóng Đình Tùng dùng tay khống chế bóng trước khi đánh bại thủ môn Đình Triệu. Như vậy, sau 8 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, Hải Phòng rốt cuộc cũng được tận hưởng niềm vui. Ở chiều ngược lại, đội bóng xứ Thanh tiếp tục kéo dài chuỗi ngày buồn lên con số 5. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết, Hải Phòng đã trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, trong đó có 4 trận thua. Thời gian qua, đội bóng của chúng tôi đã sứt mẻ lực lượng rất nhiều nên phong độ không như mong muốn. Chưa kể cũng không gặp may mắn. Do đó, tâm lý của các cầu thủ rất ức chế và áp lực đè nặng. Trận thắng này thực sự đã giải tỏa rất nhiều áp lực cho chúng tôi, nhằm chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn tới của mùa giải. Nhà cầm quân họ Chu cũng bộc bạch thêm rằng ông cùng các đồng sự đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Đông Á Thanh Hóa, đặc biệt là sau trận lượt đi thua 2-3. Vì thế ở màn đụng độ tại lượt về, Hải Phòng đã chơi tốt hơn nhiều, có rất nhiều cơ hội và cũng tận dụng tốt hơn. Bên cạnh đó, hàng thủ của đại diện đất cảng đã chơi rất ổn trận này. Đặc biệt, Văn Tới và Nhật Minh đã hóa giải và hạn chế được những mũi tấn công bên phía đội bóng xứ Thanh. Ở trận đấu vừa qua, hàng phòng ngự của Đông Á Thanh Hóa đã chơi không tập trung và có nhiều sai số. Dường như áp lực muốn giành trọn vẹn 3 điểm trước Hải Phòng khiến huấn luyện viên Popov bố trí sơ đồ 4-2-3-1, trong khi hai trận trước gặp Thép Xanh Nam Định và Công an Hà Nội, họ lại chơi sơ đồ khác. Cũng vì hàng phòng ngự của Thanh Hóa chơi không tốt đã giúp Hải Phòng có nhiều cơ hội. Nếu tận dụng tốt hơn, tỷ số có lẽ đã không dừng ở 2-0 cho Hải Phòng. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng thẳng thắn thừa nhận rằng ông không nghĩ tới sẽ thắng cách biệt, nhưng mục tiêu là phải giành 3 điểm, còn tỷ số ra sao cũng được. Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Popov của Đông Á Thanh Hóa do quá mệt sau trận đấu đã không tham gia họp báo sau trận. Trả lời các phóng viên sau trận, trợ lý huấn luyện viên Mai Xuân Hợp cho biết, huấn luyện viên Popov bị choáng, ngất ở phòng thay đồ nên không thể vào họp báo. Ông Popov bị mất sức do la hét quá nhiều trong trận đấu. Cầu thủ Thanh Hóa chơi không tốt, mắc lỗi ngớ ngẩn, thiếu tập trung. Ở V-League, đội nào thể hiện tốt hơn, quyết tâm cao hơn thì sẽ chiến thắng. Trong trận đấu tại Lạch Tray, Hải Phòng thể hiện tốt hơn, còn chúng tôi không có được sự tập trung cần thiết. Trợ lý huấn luyện viên của Thanh Hóa chia sẻ thêm rằng, huấn luyện viên Popov luôn cố gắng chỉ đạo các cầu thủ chơi bóng ngắn. Tuy nhiên, với thể lực và lực lượng hiện tại, ban huấn luyện cần phải cân đối cách chơi. Toàn đội đã phải chọn thời điểm để gây áp lực chứ không thể thi đấu ồ ạt trên suốt trận đấu.
Ở trận đấu vừa qua, Đông Á Thanh Hóa đã thay đổi một vài vị trí trong cách bố trí sơ đồ chiến thuật, đặc biệt trên hàng tấn công. Tuy nhiên, đội bóng xứ Thanh đã gặp vấn đề ở những tình huống tổ chức ở hàng tiền vệ. Hải Phòng đã chủ động nhường quyền kiểm soát bóng, nhưng ở 1/3 cuối sân, đội bóng đất cảng vây giáp rất quyết liệt khiến các cầu thủ Thanh Hóa không thể tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm thật sự. Trợ lý Mai Xuân Hợp cũng khẳng định các cầu thủ Thanh Hóa đã bị quá tải và có thể trạng không tốt. Thời gian 4-5 ngày một trận là quá ngắn để các cầu thủ hồi phục. Với Di Mario, cầu thủ này luôn khao khát thể hiện khả năng. Tuy nhiên, ngoại binh người Jamaica luôn nhận bóng trong tư thế không thuận lợi nên không thể phát huy tốt nhất khả năng vốn có. Điều này dự kiến sẽ được ban huấn luyện Thanh Hóa điều chỉnh ở những trận đấu tiếp theo. Về trường hợp của Thái Sơn đeo băng đội trưởng, đây không phải là lần đầu tiên. Huấn luyện viên Popov muốn khích lệ tinh thần cho cầu thủ trẻ này. Quan điểm của chiến lược gia người Bulgaria là không ai không thể đeo băng đội trưởng trong từng trận đấu cụ thể. Quãng thời gian nghỉ sắp tới được cho là cần thiết với Đông Á Thanh Hóa để cải thiện lối chơi và điều chỉnh tâm lý nhằm hướng đến giai đoạn còn lại của V-League. Sau trận đấu tại Lạch Tray, Đông Á Thanh Hóa vẫn giữ được vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, nhưng chỉ với 22 điểm đang sở hữu, đội bóng này đã bị Hà Nội FC bắt kịp. Họ cũng chỉ còn nhỉnh hơn nhóm phía sau không quá nhiều điểm. Cụ thể, Đông Á Thanh Hóa đang kém đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định đến 10 điểm, nhưng chỉ hơn đội xếp thứ 13, vị trí áp chót phải đá playoff có 8 điểm. Với phong độ hiện tại, nguy cơ tụt sâu hơn trên bảng xếp hạng là hoàn toàn có thể với đoàn quân của huấn luyện viên Popov khi giải đấu trở lại vào tháng 5. Trong khi đó, Hải Phòng đã có 18 điểm và tạm vươn lên vị trí thứ 9. Họ đang kém 4 điểm so với Thanh Hóa và nhiều hơn 4 điểm so với đội đang xếp ở vị trí phải đá playoff là Sông Lam Nghệ An. Dù Hải Phòng chưa thoát khỏi nguy hiểm, nhưng như tiền vệ Hữu Sơn đã chia sẻ sau trận đấu, chiến thắng trước Đông Á Thanh Hóa vừa qua giúp đội bóng đất cảng tự tin hơn trong chặng đường sắp tới, khi mục tiêu của họ là trụ hạng ở mùa này và cố gắng trong từng trận đấu. Ở trận đấu vừa qua, Hải Phòng cũng đón tin vui khi ngoại binh Mpande đã có thể trở lại bằng ghế dự bị. Khoảng một tháng tới là thời điểm cầu thủ này hoàn toàn có thể đạt thể trạng sung sức nhất và sẵn sàng ra sân khi V-League trở lại. Đến đây thì video phân tích, đánh giá sau trận đấu giữa Hải Phòng và Đông Á Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng 15 V-League 2023-24 xin được khép lại. Quan điểm của quý vị và các bạn về những gì đã diễn ra ở trận đấu này như thế nào? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận để cùng nhau trao đổi. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo trên FPT Bóng Đá Việt. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trọng tài Trung Kiên đã quan sát được thấy một pha bóng và cầu thủ bên phía Đông Á Thanh Hóa để bóng chạm tay. Bây giờ thì Đình Tùng sẽ là một niềm hy vọng tiếp theo của Đông Á Thanh Hóa. Đường chuyền không tốt, cơ hội được mở ra dành cho Hải Phòng. Biku đang cố gắng băng lên, vẫn là Biku. Sút bóng!